Ái chà chà, thì lại một năm mới nữa lại tới rồi ha. Thì đây là cái video đầu tiên trong năm 2022 này. Thì sẵn đây thì xin chúc anh em năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự hanh thông và đánh cầu ngày càng lên tay, cũng như là được trải nghiệm ngày càng nhiều những cây vật ngon, cây vật xịn nha, cây vật mới. Đó. Rồi thì trong cái video đầu tiên này thì sẽ gửi đến anh em một cái cây vật cũng full màu đỏ luôn, rất là phù hợp cho những cái clip đầu năm này. Đó là cây Laden Turbo Changing 80. Đây các bạn thấy full đỏ. Thì rất là nhiều anh em comment trong những cái video của Thiện trong khoảng 4-5 cái video gần đây á, khi mà Thiện treo cái cây này nè ở đằng sau á, thì nhiều anh em nhắn nhủ là kêu Thiện làm cái cây 80 này. Nhưng mà Thiện đang bị dính mấy cây Yonex đó các bạn, mấy cây 99 rồi 85S, 88D này kia, nên là phải làm mấy cây đó cho xong. Đó, dứt điểm thì mới qua được cái cây này. Thì anh em cũng thông cảm giúp mình ha. Nhưng mà may sao vừa xong mấy cây đó, cái là qua cây này cái là ngay Tết luôn các bạn, màu đỏ luôn, mang ra làm cũng quá phù hợp luôn. Rồi, trước khi bắt đầu thì anh em nhớ bấm đăng ký kênh với mình nha. Còn đăng ký rồi thì bắt đầu thôi các bạn. Nói thật với các bạn á, là trước khi mà mình làm review cái cây này nè, thì các bạn thấy những cái clip trước của mình á, đa phần là làm mấy cây Yonex không à, mà mấy cây cứng không nha, như là 99 Navi nè, 99 là trong quay nè, rồi chính mấy cây 88D, 88S này kia nè, đa phần đó là những cái cây mà rất là cứng đó. Khi mà bắt đầu mình làm mấy cây đó xong, cái mình qua cái cây 80 này, cái mình thấy kỳ quá sao mà nó cứ dẻo hơn á các bạn. Cho nên là trong những cái tình huống cầu, đa phần mình sẽ bị trễ nhịp. Tuy nhiên thì nó chỉ là khoảng 1-2 tuần đầu thôi. Khi mà các bạn đã quen được lại với cây này rồi á, thì cảm giác nó ngon, ngon thật sự luôn. Nó dễ đánh mà nó rất là vào tay. Rồi mà cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ đi theo 3 phần ha, như những cái vợt khác thôi. Thì đó chính là cái đầu tiên là ngoại hình màu sắc nè, rồi tiếp theo là cái thông số kỹ thuật chi tiết, và cái cuối cùng là cái cảm nhận thực tế của Thiện khi mà đánh cái cây Turbo 80 này nha. Về ngoại hình màu sắc á, thì cái cây Turbo 80 này nè, nó được bao phủ một cái màu gọi là full đỏ các bạn, từ trên xuống dưới gọi là một màu gọi là đỏ, mà đỏ mận á các bạn. Rất là đẹp. Ông nào mà kiểu thích màu đỏ, rồi kiểu hợp mạng với màu đỏ, thì mang em này về gọi là đánh gọi là không còn gì có thể gọi là phù hợp hơn. Màu sân nó gọi là không cần nắng mà vẫn chói chang á các bạn. Nhắc tới nắng mới nhớ, nếu như mà các bạn mà cầm cái cây này á, các bạn chụp hình á, như cái hình mà mình đăng ở trong tab cộng đồng của cái kênh mình á, thì lên cái hình nó mà nó có thêm nắng á, lên nó rất là đẹp các bạn, màu nó óng ánh lên nhìn đẹp lắm. Cái cây này á thì đa phần từ trên xuống dưới nó là màu đỏ ha, rồi một chút những cái chữ turbo đây nè các bạn, chữ turbo changing này kia nè, thì nó được điểm xuyết là cái màu trắng, và pha trộn một chút những cái hoa văn, rồi những cái biểu tượng màu vàng đó, một sự kết hợp giữa ba màu đỏ, trắng và vàng, rất là đẹp. Rồi tiếp theo thì các bạn có thể thấy, nhìn sơ qua cây này các bạn có thể thấy dễ dàng thấy là nó giống với cái cây một cái cây dòng sơ cấp là cái cây Turbo Changing 01D á. Các bạn biết, các bạn đã đánh qua cây đó chưa, cái cây đó đó là cái cây này nè. Thì cái cây 01D lúc đầu mình nhìn qua mình thấy ủa sao giống nhau dữ vậy, nhưng mà nhìn kỹ lại thì cái cây 01D á, nó sẽ có cái viền đen trên đây cũng như là hai cái màu vàng hai bên đây, nó giống nhau đến 97% á các bạn. Màu nó cũng đỏ đỏ giống vậy luôn á, lúc đầu mình rất là dễ bị nhầm lẫn. Rồi quay trở lại với cây này á, thì khi mà các bạn mang vào sân á, thì người ta sẽ dễ dàng nhận ra được là các bạn đang đánh cây Turbo 80, hoặc là cũng có thể là người ta nhầm lẫn với lại cây 01D á nha. Nếu như mà ông nào mà đã từng đánh qua hai cây thì sẽ biết được là các bạn đánh Turbo 80. Còn ông nào mà kiểu nhìn vô thì tại vì cái cây này nó là cái dòng cao cấp đó, cho nên là người ta sẽ biết đến cây này nhiều hơn các bạn. Đế đen nè, đế đen. Về cái màu sắc của cây này á, thì mình thích cái màu của cây này, và kiểu như nó hợp mạng với cái tuổi của mình đó các bạn, cho nên là mình chấm 9 điểm về cái màu sắc cũng như là cái ngoại hình của em Turbo 80 này. Rồi, ngoại hình màu sắc xong rồi ha, bây giờ chúng ta qua cái phần thứ hai đi, đó là cái thông số chi tiết cũng như là mình sẽ nói một chút về cái thiết kế ha. Về thông số kỹ thuật đó các bạn, thì trước khi nói cho các bạn cụ thể cái thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất họ đưa ra cho cái cây Turbo 80 này á, thì mình cũng nhận xét sơ là cái cây này là một cây vợt không quá khó đánh các bạn.
phải gọi là, nếu như mà các bạn đánh khoảng 2 năm thì phải gọi nó là cây vật dễ đánh, dễ thuần á. Hả? Thì đa phần những cái cây mà turbo các bạn, những cây thuộc dòng turbo trên kênh là những cây dễ đánh, mình đánh giá là như vậy. Aeronaut á thì có những cái cây như 7000, 8000 này kia thì nó hơi khó đánh. Calibre thì công nhận là nó khó đánh, là nhất là mấy dòng mà 600, 700, 800, 900 nữa thì thôi đánh mấy cây đó mệt lắm. Nhưng mà turbo trên kênh á thì nó lại dễ đánh, hầu như hầu hết là nó là những cái cây vật dễ đánh các bạn. 80 này nè. Nó rồi mấy cây 10, 20, 30, 40, 50, 70 đó, đó là những cây vật dễ đánh. À, thì quay trở lại cái cây 80 này thì mình sẽ nói đầu tiên là cái điểm cân bằng đi. Cái điểm cân bằng mà nhà sản xuất họ đưa ra cho cái cây turbo Changin 80 này á, là các bạn biết bao nhiêu không? 308mm, không quá cao, nhưng mà nó phải gọi là cây cây vợt. Cái điểm cân bằng nó cao nhì trong tất cả những cây turbo Changin. Cao nhất là vẫn là cây 20D với điểm cân bằng là 312. Thì cây này là nặng đầu 308. Nó có cái độ nặng đầu của các bạn, nhưng mà mình nghĩ là nó không tới mức đó đâu, nó cũng khoảng 304-305 mà, thì chắc chắn là nó sẽ có sự chênh lệch thôi. Đó. Thì tầm mình cứ nói là theo cái nhà sản xuất họ đưa ra đi là 308 đi. Đó. Rồi nhưng mà khi mà các bạn cầm các bạn đánh á, thì các bạn sẽ cảm nhận rõ là cái cây này á, đập cầu á, cầu nó sẽ đi nhanh nhưng mà lực á, thì hơi khó. Nếu như mà các bạn muốn lực á, thì các bạn phải quấn dày lên. Nhưng mà các bạn muốn dày á, thì cái đầu nó sẽ nhẹ đi tí đó, cho nên là nó sẽ được này mất cái kia đó. Còn các bạn khi mà các bạn muốn dày á, thì cái vật nó sẽ nặng hơn. Cái nặng hơn thì các bạn đập cầu lực nó sẽ có lực tốt hơn đó. Cái này thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái, nó do hai cái yếu tố nữa là cái độ cứng và cái trọng lượng này các bạn. Sở dĩ mình nói là hai cái yếu tố đó là tại vì cái độ cứng. Độ cứng cái này á, là nó là cứng nha. Cái mức mà nhà sản xuất họ đưa ra là giả sử như là các bạn biết cái độ cứng của Lenin này đó, họ chia thành 5 ô, thì cái mức của cây này là 4/5, và mình tham khảo được cái độ cứng của cây này là nó khoảng 8.3. Kiểu nó giống như cây 77 đỏ vậy các bạn, nhưng mà nó dễ hơn một xíu, nó dẻo hơn một xíu, cho nên là các bạn tạc được, tạc cây này ngon, nó có cái độ cứng chứ nó không có quá dẻo, cho nên là tạc ổn á các bạn. Rồi, đó là về cái độ cứng ha. Tiếp theo là cái trọng lượng nè. Trọng lượng mới là thứ mà làm cho người ta thích cái cây này nè. Nó nhẹ các bạn, nó có 83g à. Nhà sản xuất họ đưa ra cái cây này có 83g à, cực kỳ nhẹ luôn. Cho nên là những cái tình huống mà các bạn thủ, các bạn tạc, các bạn này kia, một chút mình các bạn sẽ xem mình làm ở cái phần cảm nhận thực tế á. Clip mà mình, mấy cái clip mà mình đánh á, thì các bạn sẽ thấy là cảm cây này tạc này kia sướng lắm. Về trọng lượng á, là 83g ha, dễ chịu. Với ba cái thông số điểm cân bằng, trọng lượng và cái độ cứng á, thì các bạn biết cái swing mà mình tham khảo được ra bao nhiêu không? Là 88g, 88kg trên 1cm vuông. Cái thông số này nó hơi ảo ảo không các bạn? Mình nghĩ là nếu như mà được đo lại, hoặc là mình nghĩ là đo thực tế lại ở những cái chỗ khác á, thì nó cũng khoảng 86, 87 à. Nó không lên tới 88 đâu. 88 thì nó hơi ảo quá, nó hơi khó đánh quá. Đó, nhưng mà mình chưa có thấy chỗ nào đo thêm á, nên là chắc là nếu mà các bạn biết ở đâu đo thì các bạn comment xuống phía dưới cho mình biết nha. Hả? Thì đây, nhìn chung lại thì đây là một cây vợt không quá khó đánh các bạn, dễ đánh, dễ chịu, nhưng mà cái độ sát thương của nó cũng rất là dì và đè nọ đó nha. Thì cái thiết kế này mình cũng đi nhanh thôi các bạn, tại vì hầu hết những cái cây mà cây vợt Lenin thuộc dòng turbo á, turbo Changin á, thì nó cũng đều như nhau. À, thì các bạn có thể xem lại những cái cây về mình làm hai cái cây 20C nè, 50C. À, những cây đó mình để trong cái link cho mình để trong phần mô tả, thì các bạn bấm vào đó các bạn xem. Quay trở lại với cái cây turbo 80 này, thì đây là một cây thuộc dòng turbo Changin, đánh nhanh, cho nên là các bạn thấy cái mặt vợt của nó to. Nhưng mà cái cây 80 này á, nó không phải to theo cái kiểu những cây turbo trước mà to theo kiểu bành qua hai bên, mà nó to theo kiểu hai bên nó hẹp nhưng mà nó sẽ dài xuống phía dưới. Như vậy á, thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ tăng cái tốc độ các bạn đánh rất là nhiều. Nhưng mà các bạn đập á, thì cầu nó sẽ đi không có lực bằng cái mặt vợt bành hai bên. Đó là về cái mặt vợt ha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ nói về cái đũa đi. Cái đũa cây này ngắn cực kỳ các bạn. Đũa ngắn lắm, đũa ngắn mà nó mỏng nữa. Tất nhiên là nó sẽ không mỏng bằng những cây Yonex sau này rồi. Không mỏng bằng những cây Chăm Z hoặc là 88 này kia. Nhưng mà nó, mình cảm thấy là nó mỏng nhất trong mấy cây Lenin luôn á các bạn. Mỏng nè. Rồi đũa nó ngắn nè. Và cán cầm dài. Thì các bạn biết rồi đó, mình luôn luôn thích những cây vợt
mà đũa ngắn. Cán dài thì tốt, không nó ngắn cũng không sao, nhưng mà quan trọng là đũa nó phải ngắn. Đũa nó ngắn hay làm gì? Để các bạn vung nó nhanh lẹ và các bạn sẽ không có bị mất thời gian khi mà các bạn đánh những cái quả cầu nhanh, quả cầu trên lưới á. Rồi thì đũa ngắn nè, mà nó lại có cái độ cứng nữa các bạn. Nó không phải kiểu nó cứng trung bình như mấy cây 50C hay là 4000C này, nó cứng hơn nha, cứng hơn mấy cây 4000C 50C này kia nha. Cho nên là các bạn sẽ thấy là nó có cái độ linh hoạt rất là sướng, rất là đã. Cái này nó kiểu như cây 88S Pro vậy các bạn, nhưng mà cái độ cứng của nó dẻo hơn tí, nhưng mà nó lại nặng đầu hơn, cho nên là các bạn cảm thấy nó dễ đánh. Còn cây 88S Pro á thì nó cứng quá nhưng mà nó lại nhẹ đầu quá. Cho nên là khi mà các bạn cần công á thì các bạn lại không có được hỗ trợ nhiều ở cái phần điểm cân bằng. Nhưng mà khi mà các bạn cái độ cứng của cây 88S Pro nó lại cứng quá, đánh không quen nó lại đau tay. Cái cây này thì nó lại tổng hợp được những cái điểm yếu của cây 88S Pro là nó dẻo hơn 88S Pro, đũa nó cũng ngắn, cũng ngang ngửa 88S Pro các bạn, nhưng mà cái đầu nó lại nặng hơn. Đó, cho nên là các bạn công được ngon. Khi mà các bạn cần tạc á, tạc thủ vẫn ok luôn. Coi các bạn thấy Lightning nó làm hay ghê chưa. Về cái điểm mà thiết kế này á thì mình cái này tuyệt vời, mình cho em 9.5 luôn các bạn. Rồi, thiết kế là như vậy, thông số kỹ thuật là quá ngon. Vậy thì đánh thực tế như thế nào? Chúng ta hãy vào phần thứ ba đi, đó là cái cảm nhận thực tế của Thiện khi mà đánh em Turbo 80 này nha. Thì về cái phần mà cảm nhận thực tế á, để đổi gió so với những cái clip trước á, thì mình sẽ nói về cái phần mà tạc thủ trước đi ha. Tại vì mình thấy cái phần này á, cái cây Turbo 80 này nó làm tốt hơn là cái phần cong á các bạn. Mặc dù cong ngon, mình không phủ nhận là cây này cong ngon, nhưng mà kiểu mình thích cầm cây này tạc hơn là cầm đập. Cho nên là mình sẽ nói về cái phần tạc thủ trước. Thì cầm cái cây 80 này tạc á, ngon các bạn, đã lắm. Nhiều khi các bạn cầm trên đây nè, các bạn cầm sát sát lên tí nè, các bạn vẫy vô tay thôi, vẫy hai bên thôi là đi rồi.
cảm giác rất là linh hoạt luôn. Những cái cây, không chỉ riêng cái cây 80 này không nha, mà hầu hết những cái cây Turbo Changin á, các bạn tạc đều rất là ngon. Từ những cái cây nặng đầu như là 20D nè, hoặc là 50C nè, các bạn tạc cho tới những cái cây như là 10C nè, hoặc là những cây 70 nè, cây rất là nặng thân, tới 88, 89 gram lận á, nhưng mà các bạn tạc cũng đều rất là ngon. Kiểu thiết kế khí động học của nó là sao á các bạn. Cho nên là cầm những cây Turbo này các bạn tạc xuống lắm, nhất là 80 này nè, thân nhẹ nữa, rồi cứng nữa, cho nên là các bạn tạc đã lắm. Về cái phần tạc này á, mình cho các em 80 này 9 điểm các bạn. Về tạc cầu là như vậy ha. Vậy còn thủ cầu thì cây này như thế nào? Đối với mình á, một cây vợt mà thủ cầu ngon á, thì khi mà đối thủ đập á, mình phải bung được cuối sân và cao và sâu. Và cái cây này á, là mình thấy là nó đáp ứng đủ cái tiêu chuẩn của mình các bạn, và nó phù hợp với mình. Khi mà những cái quả mà đối thủ đập á, mình có thể bung được cuối sân, trừ những cái trái mà quá mạnh thôi, quá mạnh mình phải kê. Chứ mà những cái trái mà đối thủ đập quá mạnh á, các bạn kiểu lực tay cái mình của mình chưa có đủ với cây vợt, hoặc là chưa có kiểu phù hợp với trình độ của đối thủ á, mình mà bung giữa sân á, ở trên người ta đập cái nữa là mình thua liền. Cho nên là cây, mình nghĩ cây này là nó phù hợp với mình. Mình thường hay bung được cao cuối sân các bạn. Đánh cái cây này cảm thấy nó thoải mái vô cùng luôn, chứ không phải như mấy ông mà 99 đâu. Cầm mấy ông 99 á, đối thủ đập á, trời ơi các bạn phải dùng lực cổ tay rất là nhiều. Khi mà bên nào mà họ đập hăng quá, sung quá, các bạn bung nhiều các bạn sẽ rất là đau cổ tay. Mà nhiều khi cũng không có bung được cuối sân nữa. Họ dồn 2-3 lần là mình thua liền. Cho nên là cái cây này nè, các bạn có thể thủ cầu những cái quả mà sắc ách á, các bạn cầm sắc đây nè, các bạn thủ á. Rồi có thể rất là linh hoạt luôn, tại vì đũa nó cứng á các bạn. Cho nên là bao mọi tình huống đập luôn. Còn giả sử như mà đối thủ mà họ đập những cái cầu mà xa quá thì các bạn phải cầm xuống đây tí các bạn thủ cũng được. Rất là thoải mái cho những cái cú mà các bạn thủ cầu. Gài cũng được, đẩy cũng được, rồi bung sâu cũng được. Cái này rất linh hoạt các bạn. Về cái khoản thủ cầu á, thì mình cực kỳ thích em này và mình cho 9.5 cho khoản thủ cầu. Tiếp theo là cái phần cong này các bạn. Thì cái phần này á, chắc chắn cũng là sẽ có nhiều anh em mong đợi nè. Điểm cân bằng 308 thì cái vật này cong như thế nào đây? Cong mình nói là ok các bạn, có lực đó, có cái độ nặng đầu nhất định á. Tuy nhiên thì khi mà vào đánh á, như nãy mình nói á, là nó không tới 308 đâu, nó khoảng 304, 305 mà. Những cái đường cầu á, mình đập á, thì nó cầu nó đi nhanh, nhưng mà để mà có một cái độ nặng á, thì cũng hơi khó. Tại vì các bạn biết sao không, nó nhẹ quá, cái thân nó nhẹ quá đó. Cho nên là các bạn muốn những cái đường cầu mà nó đi nhanh thì rất là ok, nhưng mà lực thì hơi khó, các bạn đập gọi điểm thì được. Nhưng mà các bạn, khi mà các bạn để ý mà ông Jordan, ông Raven Jordan, ông đánh cái cây Turbo 80 này nè, chủ yếu là ông cũng gọi điểm với là ông tạc không à. Chứ mà cỡ trình của mấy ông chuyên nghiệp mà cầm cái cây này đập á, thì khó chết lắm, người ta bung thoải mái luôn, bung gọi là ào ào luôn á. Cho nên là khi mà cầm cái cây này á, đập vẫn ok. Đối với dân phong trào tụi mình á, thì cầm cái cây này đập được cũng ngon á. Nhưng mà đối với những vận động viên chuyên nghiệp á, họ cầm cái cây này họ đập á, thì khó mà để ăn điểm được lắm. Cho nên là mặc dù cái cây này là cái điểm cân bằng cao 308, nhưng mà khi mà các bạn vào đập á, thì nó không phải kiểu như những cây như là 75C, không ngon tới mức đó. Cho nên là cái khoảng cong này á, mình cho em Turbo 80 này 8.5 các bạn. Cái phần tiếp theo là cái phần phong cầu này các bạn. Phong cầu thì cây này như thế nào? Phong ngon các bạn, phải nói là ngon hơn là cả đập cầu luôn á. Nhưng mà với một điều kiện á, là các bạn phải quấn nó vừa tay với mình, và nó kiểu nó hơi dày dày hơn một tí, để các bạn phong á, các bạn cầm á, nó có cảm giác hơn là các bạn quấn mỏng. Nếu như mà các bạn quấn mỏng á, thì nếu như mà các bạn quấn mỏng mà các bạn không có cầm mà nó chắc nữa, thì cầu nó sẽ bị lì các bạn. Mình thử rồi mà mình thấy cầu khi mà mình quấn mỏng á, cầu nó đi lì lắm, và kiểu nó dội lực vào tay mình nữa. Cái thân nó cứng nè, cái thân nó cứng mà nó nhẹ nữa các bạn. Nếu như mà các bạn quấn mỏng á, khi mà đánh mà cầm không chặt á, là nó kiểu nó cứ rung bùm 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 bùm. Rung nó là do tay của mình thôi, chứ không phải là do cái cây vợt này nó bị rung đâu nha. Cây vợt này không hề rung, cây vợt này đánh êm lắm đó. Cho nên là các bạn, nếu như mà các bạn muốn phong ngon á, thì các bạn quấn nó hơi dày dày một tí đó, rồi cầm chặt một tí, đánh là nó sẽ có cảm giác hơn, êm tay và đầm lắm. Rồi cái khoảng phong này á, thì cầu nó đi cuối sân luôn, cầu đi cuối sân và nó cũng rất là chính xác.
Đế đen mà các bạn, trời, đế đen trong câu cấp mà nó phải là chuyện đùa đâu. Cho nên là mình chấm điểm cái khoảng phong của cái cây 80 này là 8.5 luôn. Rồi còn lại những cái khoảng khác như là leo lưới, đánh nhanh này kia thì tôi bộ chánh kinh thì quá tuyệt vời rồi đúng không các bạn? Làm tốt hết những cái khoảng đó luôn. Đây là một cây vợt, nhìn chung lại là một cây vợt ngon, bổ và rẻ trong tầm giá các bạn. Không biết tại sao mà một cây vợt mà dòng 80 mới nhất, cao, gọi là cái số cao nhất của Turbo Chagrin luôn, mà giá chỉ khoảng ngót nghét 2 triệu, nhiều chỗ bán dưới 2 triệu nữa các bạn. Đó. Trong khi đó những cái cây như là 70, 75 nó đã 3 triệu rồi, gần 3 triệu rồi. Thì có phải đây là một món hời không? Nhiều khi các bạn có những cái bạn bán cũ lại, bán cũ lại cũng khoảng 1,5 triệu, 1,6 triệu rồi, 99% luôn. Thì tội tình gì mà không đem một em về chiến đúng không? Những cây như 70, 75 thì nó ngon, nhưng mà nó mắc quá, nó tầm 3 triệu rồi. Tầm đó thì nhiều khi là mình thấy các bạn lại mua 9.000C hoặc là 9.000D này kia nhiều hơn, nhiều hơn là những cây thuộc dòng Turbo này. Cho nên là cái mức giá này là mình thấy rất là ok luôn. Tội tình gì mà không mang một em về để chơi Tết đúng không? Ok, thì đó là một chút những cái chia sẻ của Thiện về cái cây Turbo Changing này ha. Thì sau khi mà Thiện đánh nó cũng được vài tuần đó các bạn, thì Thiện rút ra được là nên ba đối tượng nên chơi cây này. Thứ nhất đó là những bạn mà chơi trên 1,5 năm với lực cổ tay trung bình, hoặc là những bạn nào mà khá hơn tí thì mang cây này về đánh thoải mái luôn, vô tư luôn, dễ dàng thuần được em này, không quá khó thuần đâu các bạn, dễ đánh lắm. Thứ hai là những bạn nào mà thích chơi tạc điều cầu hơn là công, trong đó chơi các bạn vẫn có cái khả năng, vẫn có cái những cái quả đập cầu nha, đập cầu nhanh, kiểu 6-4 á các bạn, tạc thủ 6 công 4 này kia thì mang cái cây này về ok. Chứ nếu như mà các bạn chơi mà full công luôn, đập đùng đùng luôn thì mang cái cây này về đánh á, thì công nó không sướng đâu, không mình không đánh giá cao cái phần công của em này. Thứ ba là những bạn mà thích màu đỏ, yêu thích màu đỏ hoặc là yêu thích dòng Turbo Changing thì mang cây này về thoải mái luôn. Và mình cũng chống dự định cho những bạn nào tay yếu nha, chơi dưới 1,5 năm mà mang cây này về đánh là bị dội lực á, thân nó cứng hơn cái mức trung bình, cho nên là các bạn sẽ khó để mà làm quen được. Rồi anh em thấy cái cây Turbo 80 này như thế nào, ngon hay không, và anh em đã đánh qua cây này chưa, thì hãy comment xuống phía dưới cho anh biết nha, để chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Anh em nào chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh với mình nha, để mình có thêm động lực ra nhiều video mới nha các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.